Nhận định Fulham với Wolverhampton 2 giờ ngày 10 tháng 4. Nhận định Fulham với Wolverhampton. Tại vòng đấu thứ 31 khuôn khổ ngoại hạng Anh, Wolverhampton sẽ hành quân đến sân nhà của Fulham. Trước khi bước vào trận đấu này, cả hai đang chơi với bộ mặt hết sức tệ hại. Do đó, đây sẽ là cuộc chiến vô cùng quyết liệt giúp hai đội củng cố cục diện trên bảng xếp hạng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Fulham ở mùa giải này đang trình diễn bộ vô cùng tệ hại. Nói như thế bởi lẽ, sau 31 vòng đấu, đội bóng này chỉ có được 26 điểm và đang nằm trong nhóm nguy hiểm. Phong độ 5 trận đấu gần nhất của Fulham là 2 thắng, 3 hòa. Hiện tại, đội chủ nhà đang cách vị trí an toàn 3 điểm. Chính vì thế, mục tiêu của Fulham là cần tích góp cho mình những chiến thắng để tránh phải nói lời chia tay ở giải đấu cao nhất nước Anh. Muốn như vậy, trước tiên Fulham phải đánh bại được Wolverhampton. Thế nhưng điều này là vô cùng khó khăn với đội chủ nhà khi đối thủ họ được đánh giá cao hơn. Phía bên kia sân, Wolverhampton thật ra còn đang chơi tệ hơn đội chủ nhà rất nhiều. Bằng chứng 5 trận đấu gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Nuno Santo không biết mùi vị của chiến thắng với 2 hòa và thua 3. Bầy sói từ một đội bóng thường xuyên góp mặt trong nữa trên bảng xếp hạng, giờ lại tụt xuống vị trí thứ 14 với 35 điểm sau 30 vòng đấu. Số trận thua bầy sói nhận được lúc này đa lên tới con số 13, làm khách trước đội bóng đang nằm nhóm nguy hiểm. Cơ hội để Wolverhampton cắt đứt mạch thất bại là có khả năng. Soi kèo và nhận định Fulham với Wolverhampton. Dù đang có phong độ hết sức tệ hại, nhưng nếu xét vị trí trên bảng xếp hạng cũng như đội hình, Wolverhampton được đánh giá nhỉnh hơn. Không bất ngờ khi kèo châu Á nhà cái đưa ra tỷ lệ 1/4 trái và đội khách nằm kèo trên. Cả hai đều có được chiến thắng sau chuỗi trận thi đấu bết bát, do đó thế trận sẽ diễn ra giằng co vô cùng quyết liệt. Tài là sự lựa chọn sáng suốt cho nhà đầu tư với mức kèo tài xỉu là 2 trái.